Alo, thì hôm nay mình sẽ học cái bài nạp chồng hàm. Định nghĩa nạp chồng hàm là mình sẽ sử dụng những cái hàm cùng tên. Đấy, cùng tên và nó sẽ xử lý với cái loại số khác nhau. Khác nhiều cả cái loại dữ liệu đầu vào khác nhau, nhưng mà nó là cùng tên. Thì cái nạp chồng hàm thì nó chỉ có ở C cộng thôi, ngôn ngữ như là C hay là Pascal nó đều không có, và nó các cái ngôn ngữ đấy nó quy định là các hàm thường là khác tên, đúng không? Thì ở cái ví dụ này mình sẽ làm, đây là anh cho em làm cái ví dụ là hoán đổi hai số nguyên, hai số AB, và hai số này có thể là hai số nguyên hoặc là hai số thực. Khi mà mình hoán đổi hai số nguyên ấy thì mình sẽ dùng cái hàm hoán vi theo kiểu là truyền hai số nguyên này vào. Ở đây em truyền cái tham chiếu vào thì ý nghĩa là gì? Tham chiếu là kiểu khi mình viết hàm, khi mình cần mình thoát ra cái hỏi hàm đấy thì nó sẽ giải phóng bộ nhớ ra, thì cần in giá trị nó sẽ không ra. Thực ra cái tham chiếu nhá, nó không phải là nó ra đây nó giải phóng tham chiếu, nghĩa là em khi mà em dùng 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 cái tham chiếu đúng không, thì nó sẽ thao tác trực tiếp lên thẳng lên cái bộ nhớ mà chứa hai cái biến mình truyền vào ấy. Như này, khi em khai báo hai hai số kiểu for loạt AB và sau đó em yêu cầu người ta nhập hai số AB này, thì nó đã cung cấp cho em một cái vùng nhớ rồi, và sau em nhập thì nó đã cung cấp cho em những cái giá trị nằm ở trên những cái vùng nhớ đấy, vùng nhớ của A và vùng nhớ của B. Khi nó gọi vào hàm, hàn vi AB, thì khi em gọi tới tham chiếu như này thì nó ý nghĩa của nó là lấy luôn cái địa chỉ của cái địa chỉ có thực của hai ông AB này. Chứ nếu mà khi mà em giả sử em bỏ hai cái này, bỏ bỏ tham chiếu đi mà mình sẽ dùng những cái biến bình thường, thì những cái biến này được cấp phát thực tế là nó không không nó được tạo ra ở một cái vùng nhớ khác với hai cái vùng nhớ này. Ừ, đúng rồi, nó cái vùng nhớ nó chỉ ở trong cái hàm này thôi, có nghĩa là nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà cái kết quả đầu ra thì hai cái vùng nhớ này nó không tác động đến, mà nó chỉ xử lý trong cái hàm này thôi, nội bộ hàm này thôi. Do vậy thì anh nói là đấy là cái dùng tham chiếu, lợi ích của nó là như vậy. Ok, thì ở đây em làm hai cái hàm, cái này gọi là nạp chồng hàm, mà hai hàm này là cùng tên, cùng cùng tên là hoán vi đúng không? Và ở trên cái hàm phía trên thì em truyền hai cái số nguyên vào, do đấy là em truyền hai kiểu in vào, và do vậy ở trong này một cái biến trung gian để mình trao đổi cũng dùng dùng kiểu in cùng kiểu với cả hai ông này vào. Cái này thì rất là dễ nhớ này, cái này thì mình cứ hình dung là cái việc nó trao đổi hai cái thùng nước ấy, một thùng xăng với một thùng dầu chẳng hạn, thì mình cần một cái thùng thứ ba là cái thùng trung gian này. Đầu tiên là mình sẽ đổ hết nước vào cái thùng trung gian đúng không, có ba bình này. Mình sẽ đổ hết nước vào bình trung gian, sau đó thì cái lúc đấy thì bình nước nó sẽ rỗng, thì mình lại đổ cái bình dầu sang bình nước. Cái việc này là đổ bình dầu sang bình nước, lớp này là bình bình dầu nó rỗng và còn bình trung gian nó lại chứa nước, do vậy thì mình đã đổ lại cái bình nước sang cái bình đổ nước sang cái bình dầu này, thì tự nhiên là nó trao đổi hai số đúng không. Cái này cũng rất là dễ dễ hiểu. Rồi khi em đang dùng kiểu float này và em yêu cầu người ta nhập, đây là cái việc là nhập hai số AB vào, sau đó em in ra hai số AB là để thể hiện nó là trước khi nhập thì nó có giá trị này, sau đó em dùng cái hàm hoán vi và sau đó em in ra kết quả sau khi dùng hàm hoán vi đấy. Thì bây giờ mình chạy chương trình thì ví dụ nhập là 4,1 này, 6,6 này, thì nó sẽ nhảy vào cái hàm và nó trao đổi hai số này. Mình sẽ đặt debug để mình thử, mình sẽ đặt debug ở cái chỗ hàm này với cả hàm này để mình check xem nó nhảy vào hàm nào đúng không. Em nhập là 6 này, 7,7 này, thì bởi vì là khi em nhập 7,7 và kiểu đầu vào là kiểu float cho nên là nó sẽ nhảy vào cái hàm mà có dữ liệu đầu vào là float đấy, thì nó sẽ debug nó nhảy vào đây. Còn bây giờ mình thử về trường hợp khác, cái trường hợp là hai số nguyên, thì mình có thể thay cái này thành biến hai biến kiểu nguyên, thì mình sẽ chạy cái này thì hai số nguyên là 5 với 4. Ok, thì nó debug nó sẽ nhảy vào cái hàm mà truyền hai số nguyên này vào, thì cái việc này nó đấy gọi là tính tính mềm dẻo của C cộng, là nó cho phép mình viết nhiều hàm cùng tên, và cái việc này gọi là cái việc định nghĩa chồng chồng các hàm.
thì cái lợi ích của nó là mình có thể xử lý được các cái kiểu dữ liệu khác nhau, như ví dụ này là có thể kiểu dữ liệu của là flat hoặc là kiểu in cũng được, thì nó tùy vào cái đầu 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 vào của mình là kiểu dữ liệu nào thì nó sẽ nhảy tương ứng vào hàm đấy. Nhưng mà nếu mà mình có khoảng tầm 100 cái dữ liệu khác nhau thì mình sẽ phải viết lại 100 cái này đúng không? Em có nghĩ cái vấn đề này không? Thì việc này nó rất là rườm rà thì cái thằng siêu công nó sẽ cung cấp cho em một cái giải pháp mà để mình chỉ viết đúng một lần, và sau đấy thì nó sẽ nhận cái nó tùy thuộc vào kiểu dữ liệu chân vào mà nó sẽ tự động nó chuyển dữ liệu cho mình. Ở đây không phải là flat nữa, ở đây là một cái kiểu gì đấy kiểu kiểu trừu tượng, và nó cũng tự động nó đổi cho mình. Thì cái đấy ở trong C, cái tính mềm dẻo của nó đó là cái dùng cái việc template. Template là mình quy hoạch, mình gộp những cái hàm này thành một hàm duy nhất, em hiểu không? Đấy thì cái đấy là cái vấn đề anh muốn nói hôm nay là như thế. Ok, thì cái vấn đề mà mình gộp hàm ấy thì mình sẽ dùng cái template. Thì cái template thì các bạn có thể vào trên Google và search là template in C. Cái này thì đọc thêm thôi để mình biết cách dùng. Và sau đây thì mình sẽ gộp gộp hai cái hàm này thành một hàm. Hai cái ông ở trên này sẽ thành một cái ông duy nhất. Mình sẽ xóa hai cái hàm này đi. Ok. Ở đây là nó định nghĩa template là đầu tiên là phải có từ khóa template này. Tiếp theo là một cái cặp 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 này. Cặp nháy này, trong này là một cái tile name. Tile name ở đây thì nó là cũng tên kiểu, nó là quy ước thôi. Mình sẽ đặt nó tile name đây là một cái định danh là cái t. Thì ví dụ như là nếu t ở đây là kiểu in thì những cái có chữ t này nó sẽ thay hết bằng kiểu in. Đúng không? Đấy, lúc lúc nãy ví dụ như này là đây là t này, t là kiểu in này, còn thế này là t là float này. Thì nó ý nghĩa là nó như thế. Ok. Thì sau đó thì mình sẽ dùng cái này mình cũng trao đổi bình thường giống như cái việc là mình dùng hàm kia thôi. Hiện tại là mình đang dùng hai ông này là kiểu in đúng không? Thì mình sẽ nhập nó này thì nó sẽ 56, nó là trao đổi hai số nguyên. Còn bây giờ mình đổi hai kiểu này hai kiểu float. Mình xem nó có work không nhé. Như là 4,5 này, 6,6 này, nó vẫn đổi đúng không? Bây giờ mình thử nó là hai kiểu tra chẳng hạn đúng không? Hai kiểu tra. Ví dụ như là nhập C với cả A này thì nó sẽ đổi lại đúng không? Và như vậy thì cái template nó rất là mềm dẻo. Đây đúng không? Thì đây là cái template bình thường cho một cái hàm, còn sau đấy thì mình sẽ có những kiểu khác như là template cho cả một class cũng được. Một class template cũng được. Thì cái đấy nó được định nghĩa ở trong một được định nghĩa ở trong cái bộ thư viện ETL rất là nhiều, và sau về cái phần nâng cao thì mình sẽ giới thiệu sau nhé.